Thưa quý vị, bão số 9 không ảnh hưởng trực tiếp đến Côn Đảo. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão có thể gây mưa to, dẫn đến sạt lở đất, ngập lụt. Vì vậy, trong cuộc họp chiều nay bàn phương án ứng phó với bão số 9, lãnh đạo huyện Côn Đảo xác định các cơ quan, ban ngành, các khu dân cư và nhân dân trên địa bàn huyện không được chủ quan với mọi diễn biến của cơn bão. Báo cáo tại cuộc họp rà soát công tác ứng phó với bão số 9 do Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết đã tiến hành rà soát số lượng dân cư cần thiết phải di dời đến nơi an toàn khi có lệnh là 11.734 người. Từ chiều 22 tháng 11, đồn biên phòng Côn Đảo đã bắn pháo hiệu tại 3 điểm trên địa bàn huyện để kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời không cho phép các tàu thuyền xuất bến từ 20 giờ tối 22 tháng 11. Đến sáng nay, trên địa bàn huyện Côn Đảo có 253 phương tiện với 699 thuyền viên vào tránh bão. Hiện nay, số hàng hóa thiết yếu dự trữ trong các doanh nghiệp nhân dân trên đảo có 39 tấn gạo, 420 thùng mì gói, 330 thùng nước đóng chai, 110 bình nước, 45.000 lít xăng và 250.000 lít dầu. Để chủ động đối phó với hoàn lưu của bão số 9 có khả năng gây mưa to, sạt lở, ngập lụt, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo giao Phòng Kinh tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động theo dõi diễn biến cơn bão, tiến hành chặn néo, gia cố nhà cửa. Ngay sau cuộc họp, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại các khu dân cư, kiểm tra việc sắp xếp tàu thuyền vào neo đậu tránh trú tại cảng Bến Đầm.